Mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết ngày 22 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Mở đầu là những thông tin về cơn bão số 2. Thưa quý vị, hồi 16 giờ ngày 20 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc, Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía Đông, cách Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 170 km về phía Đông, Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 89 đến 102 km/h, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 4 giờ sáng mai, ngày 23 tháng 7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng với cường độ cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Đến 16 giờ ngày 23 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km/h trên khu vực biên giới Việt Trung với cường độ cấp 6, giật cấp 8. Đến 4 giờ ngày 24 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km/h trên khu vực vùng núi phía Bắc, cường độ giảm xuống dưới cấp 6. Do tác động của bão, dự báo vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 13, biển động rất mạnh. Trên đất liền, từ đêm nay ngày 22 tháng 7, khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 7. Vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 5, cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Từ đêm nay, ngày 22 đến ngày 24 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến như sau. Khu vực phía Đông Bắc Bộ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Với lượng mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn, nên hầu hết khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ, khu vực phía Tây của Thanh Hóa, phía Tây của Nghệ An cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết trong tỉnh. Thưa quý vị, khu vực tỉnh Quảng Ngãi hôm nay trời nắng nhiều, đến chiều vẫn tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Còn thời tiết ngày mai, ngày 23 tháng 7, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi đang có xu hướng tốt dần lên. Khả năng từ ngày mai, ngày 23 tháng 7 đến khoảng 27 tháng 7 sẽ xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng. Sau đây là dự báo thời tiết cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Thị xã Đức Phổ, mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Lý Sơn, mây thay đổi không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C. Thông tin thời tiết trong tỉnh cũng đã kết thúc bản tin thời tiết hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị.